Xin chào cả nhà. Cái này là rong nho. Cái này là lần đầu tiên mình thử thách ăn cái rong nho thử ha. Cái rong nho này là mua từ cái gói này nè. Đây là cái gói rong rong nho nè cả nhà ơi. Đó. Tasami, sốt tương wasabi. Đó. Từ hồi xưa giờ mình thấy cả nhà nhiều người ăn ở trên trên mạng rất là nhiều mà mình chưa ăn bao giờ luôn. Cái này là giờ là mình ngâm trong này là hình như là 5 phút á. Xíu mình ngâm xong mình ăn thử ha. Thì nó nở này, nó nở dần lên nè. Nè, hình như ăn cái gói wasabi nè, đó. Không biết nữa, tí nữa ăn cái chấm cái gói này ăn hay là ăn cái này là tương tương gì sữa? À, nước sốt mè rang, đây nước sốt mè rang. Có nhiều người á họ thích ăn cái món này á cả nhà ơi. Còn mình chưa ăn bao giờ, mình không biết có ăn được hay không nữa. Đây là thử thách lần đầu tiên mình ăn nha. Đấy là mình thử thách ăn với hai bạn nhỏ ở nhà mình nha. Đó. Cái rong nho này nhìn nó đẹp quá ha cả nhà. Mình nhìn á thì mình giống thấy giống cái tiêu xanh á, cái tiêu xanh ở chỗ mình là người cái chuỗi tiêu này. Đó. Thấy giống ghê luôn á. Cái gói rong nho này là mua ở ở siêu thị này cả nhà. Đây là trộn hai hai đây là hai gói này, ngâm hai gói luôn nè. Sau 5 phút là rong nho nó nở ra như thế này rồi. Bây giờ là mình đem đi rửa ha cả nhà ha. Bây giờ mình bắt đầu mình rửa nè. Cái rong này là bây giờ mình đem mình rửa qua bốn nước nha cả nhà. Bây giờ là mình ngâm đá lạnh vào cho nó giòn. Bây giờ là mình ngâm thêm vài phút nữa cho cái rong mình nó giòn ha. Bây giờ là mình cắt cái gói nước cái gói sốt wasabi. Đó. Này là ăn ăn nồng nồng nàn lên trên trên ốc luôn á cả nhà ơi. Thấy cũng hấp dẫn quá ha. Mà lần đầu tiên luôn nha cả nhà, lần đầu tiên ăn cái rong nho luôn đó nha. Bây giờ là mình tiếp tục mình pha cái nước sốt này ra, mình thử hai cái nước này thử là nước chấm này thử là loại nào ngon hơn ha. Đây bây giờ là ăn cái wasabi trước nè. Đó, đây cái gấp một lần đầu tiên mình gấp ít ít thôi nha cả nhà, mình ăn thử ha. Nồng nàn quá. Giòn giòn nhai nó giống như trứng cá cũng ngon lắm đó cả nhà ơi, mình thấy ăn được. Bây giờ là mình gấp thêm một miếng thử, mình chấm cái nước sốt mè rang thử ăn thử cái nào hơn nha. Mình thấy ăn được đó. Mình bây giờ mình cũng gấp thêm một sợi đi, gấp hai sợi đi ha.
hai sợi đấy, hồi nãy ăn một sợi là thấy cảm giác ổn ổn hết cả nha. Đó. Ăn nhiều cho nó hấp dẫn ha. Ngon cả nhà ơi. Lần đầu tiên nhưng mà ăn thấy ngon, cái nước sốt mè rang chua chua ngọt ngọt, thơm mè béo. Rất là ngon nha. Đó, bây giờ là mấy anh bạn của mình là thử thách nha, mấy anh bạn nhỏ đó. Đó, thử thách ăn này nó nhìn hấp dẫn chưa? Rất là ngon. Ngon không con? Ngon. Ngon, ngon. Theo ý kiến của các bạn nhỏ là ngon. Cái rong nho này á, mình nghe nhiều bạn ăn rất là bổ, hình như là giảm cân giảm ký tốt cho da, theo mình được biết là như vậy, chứ mình cũng không tìm hiểu gì nhiều, mà mình mua về mình ăn thử cho biết. Mình cảm ơn cả nhà đã xem cái video mình làm món rong nho chấm wasabi và nước sốt mè rang ha. Lần đầu tiên ăn thử cảm giác ngon. Thôi mình mời ở nhà dùng với các bạn nhỏ ha. Mình cũng ăn thử hai miếng thôi. Chúc cả nhà ngày mới thật là an lành và hạnh phúc nha. Bye bye cả nhà.